Kính thưa quý vị, mùa hoa chuông xanh dại thu hút du khách ở Bỉ. Mỗi năm cứ đến giữa tháng 4, hoa chuông xanh dại bắt đầu nở rộ ở rừng Harbelux, thành phố Hal thuộc nước Bỉ. Vạt hoa chuông xanh kéo dài dường như bất tận, được gọi là Blue Forest, thu hút hàng trăm du khách đến thưởng ngoạn mỗi ngày. Cư dân địa phương cho biết mùa hoa chuông xanh dại không kéo dài, chỉ khoảng vài tuần từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5. Và hoa rộng chừng 300 hecta nở rộ thành một tấm thảm màu tím xanh, mang đến một cảm giác lâng lâng kỳ diệu. Du khách không chỉ đến từ trong nước hoặc từ châu Âu mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Theo cơ quan bảo vệ rừng và thiên nhiên, năm nay hoa chuông xanh dại được mùa. Ngày nào cũng có hàng chục tấm hình về hoa được đưa lên các trang mạng xã hội, sau đó được chia sẻ khắp nơi. Hai du học sinh Châu Tân Diêm và Nguyễn Diễm đến từ Việt Nam, đang học ở Đại học Gen và Đại học Antwerp, cho biết họ thường thức dậy rất sớm để lắng nghe chim hót và chiêm ngưỡng màu hoa. Hoa chuông xanh dại mọc rất khỏe ở Harbelux nhờ độ ẩm của đất, không bị khô quá nhanh vào thời tiết cuối mùa xuân. Khí hậu ôn đới ở nước Bỉ rất tốt cho tất cả các loài hoa, mỗi khi mùa đông không quá lạnh lẽo.